Chào mừng bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Hôm nay mình chia sẻ với bạn là hai con web vòi T-Rex cực kỳ ngon. Cứ 1 phút ta vòi một lần và một cái web là 5 phút vòi một lần. Không giới hạn bạn nghe. Đầu tiên các bạn phải có cái ví Pocket Pay nha. Thì mình sẽ sơ lược cho bạn xem. Và nếu chưa đừng đăng ký quý này thì bạn có thể đường link phần mô tả mình có nha. Ok. Thấy chúng ta sẽ làm gì đây? Dot cũng có. Mình chia sẻ trước là những cái như web làm dot. Hôm nay là T-Rex hoặc là Litecoin. Hoặc ta có thể rút về VNC bán nha. Vậy đây rồi nó đã rút được nha. Chắc một điều là các bạn có thể thời gian nhiều hơn mình, các bạn sẽ kiếm được nhiều hơn mình. Tại vì rảnh thời gian chúng ta sẽ làm liên tục. Còn đối với mình thì mình chia sẻ các bạn nhiều. Ok, tiếp theo. Đây là dot. Vậy liên tục cũng theo T-Rex. Ok. Và nhớ nghe rằng phải lấy địa chỉ ví Pocket Pay nha. Thì chúng ta sẽ vào cái đằng lấy chỉ quý này, vào cái trang web chúng ta sẽ dán vào địa chỉ vừa đó chúng ta sẽ làm. Ok. Bạn bấm vào chỗ phần gửi tiền nè, tiền gửi nè. Bạn kéo xuống khoảng chỗ T-Rex cho mình. Đây mình cho anh T-Rex đây. Bạn nhấn vào sao chép cho mình. Ok. Trong web thứ nhất mình chia sẻ các bạn là trong web 1 phút làm một lần. Nó là trong web quảng cáo mà nghe, chúng ta chỉ cần chạm nhẹ vô thôi, sẽ qua cái trang quảng cáo. Các bạn nhớ nghe, cho lót xong ta chỉ cần chạm nhẹ thôi. Qua dân được trả lời thôi. Thì họ quảng cáo mới có tiền, họ trả phí cho chúng ta. Theo cứ sau 1 phút là một lần. Và theo mình đã dán thì sẵn thì chỉ đi rồi. Còn bạn đăng ký, chưa đăng ký bạn cứ dừng dán vô thôi. Nó mở trang web thì trang nhau thôi, chỉ cần dán thì chỉ vào là được. Mình sẽ để link hai web này phần mô tả mình nha. Các bạn sẽ thấy đây. Kéo xuống. Nó sẽ để là vui lòng nhấp vào liên kết Antibot theo thứ tự 5 10 2, 4, ok. Thì số là mã đúng không? Mà thấy rất là nhiều người ta làm rất là thành công mỗi ngày. Thì các bạn chọn cái mình làm cho thích hợp. Liên tục không nghe. Thời gian rảnh cứ làm liên tục. Thì ta chọn 5, 10, 2, 4. Các bạn nhìn dưới đây. Thì 5 đây, ok. V 5 là mã mà đúng không? 5, 10, 2, 4 là xong. Mà kéo xuống dưới cho mình. Mình sẽ chờ cho nó khoảng 10 giây, các bạn thấy không? Vui lòng 10 giây nữa không? Các bạn chờ 10 giây. Ok, ta sẽ đầu vào get. Ta sẽ làm nha, ok. Vậy là xong. Các bạn chờ 1 phút sau chúng ta làm tiếp nha. Các bạn kéo xuống dưới thì nó sẽ có đường link để chúng ta chia sẻ cho bạn bè để kiếm thêm hoa hồng. Ok, chúng ta bấm vào, xem xét tất cả nha. Không thiếu một cái chữ gì nha. Chúng ta sẽ tiến hành gửi cho bạn bè chúng ta để kiếm tiền và chúng ta sẽ nhận được hoa hồng. Trong bé thứ hai mình chia sẻ với bạn là 5 phút chúng ta làm một lần. Thì chúng ta vẫn lấy địa chỉ là chung một địa chỉ thôi. Địa chỉ T-Rex dán vào đây. Bạn nhớ cái 5 phút làm một lần. Địa chỉ thì bạn dán vào đây nè. Đó, ok, dán cho mình. Sau đó chúng ta chỉ bấm là tôi không phải người máy. Các bạn chưa đăng ký thì chỉ cần dán địa chỉ thôi. Dán địa chỉ xong rồi vô là nó sẽ có. Lần sau ta vô sẽ từ có x trừ tức là x không. Ok, nhớ nha, chứ x dấu trừ thành dấu không nha. X trừ trừ là x không không, x trừ tức là x không x không, ba số không trừ tương đương số không các bạn nha. Ok, ta cũng đợi thêm 10 giây, rất nhanh thôi. Một con thì 10 phút, ủa một con thì là 1 phút, một con là chỉ có 5 phút thôi. Rất ok, chúng ta làm liên tục được một ngày liên tục. Con này vào tầm 1.000 mấy, có khi lên tới 4-5 ngàn một con T-Rex. Thì giờ đang giá Bitcoin đang xuống chỉ còn 1.000 mấy một con thôi. Mà theo chạm qua trong web liền, trong web khác liền, nó quảng cáo mà. Đang chỉ cần thoát lại thôi. Các bạn sẽ thấy cái đường link đây nè, để chúng ta chia sẻ cho bạn bè. Chúng ta kiếm bạn bè chúng ta thấy kiếm được tiền chúng ta và chúng ta sẽ nhận được hoa hồng. Ok. Sao chép dán gửi thôi. Sau khi xong các bạn bấm tiếp tục nha. Nếu bạn thấy chưa thấy được 5 phút mình vẫn còn
Đây không lên trang web cho chúng ta làm thì bạn cứ nhớ kéo lút qua thì sẽ chạy. Mà nhớ là 5 phút qua lút nha, đừng có lút sốt quá. Ok. Giờ mình ta sẽ qua phần ví phong cách bay. Để chúng ta bấm vào tổng quát nha, để chúng ta kiểm tra nó về chưa. Nó hoàn toàn về tự động, không cần phải ta phải rút nha. Chỉ cần làm thôi, về tự động. Ok, đã về. Mà theo, về là ngày 26 rồi. Từ đây ra gì? Từ đây ra gì? Rất ngon đúng không? Ok. Chúc là thành công. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần quay xuất thưởng ngày hôm nay. Chứ còn không hiểu không biết thì các bạn comment lại để mình có thể giải thích cho các bạn. Ok, ngày qua chúng ta có hai video thì mình sẽ dán hai video để toàn thử cho các bạn. Thật sự ra nếu như mình nói ok xin chúc mừng bạn thẻ cào đúng không, ok tặng thẻ cào được theo và tặng bạn thứ hai nha, ngoài có video thứ hai các bạn không bình luận gì cả thì mình chỉ lấy memo hoặc là số điện thoại thì mình sẽ tặng thôi, mình không có trả lời tất cả gì cả, các bạn hỏi gì thì cứ hỏi comment mình sẽ trả lời. Rất nhiều bạn nói là khó nghe thì cũng đúng, nhưng mà cái là vấn đề là chúng ta phải hiểu gì lúc đầu thì mình chỉ cần nhìn thôi là đã biết làm, thao tác là biết làm. Còn mà không hiểu rõ thì cứ liên hệ với mình Zalo hoặc là comment lại, mình sẽ trả lời cho bạn. Ok, Vina mã, ok. Vina mã cho bạn luôn. Thì hôm nay thì chúng hai bạn thì không có ai để mua mua cả, tất cả thì thẻ số điện thoại cả. Mình sẽ mua thẻ cào để tặng cho bạn. Nếu bạn thấy hay thấy thích xin cho một like và đăng ký ủng hộ kênh để kênh phát triển hơn. Tạo động lực cho mình kiếm trang web, kiếm đường riêng cho các bạn. Hoặc kiến thức chia sẻ crypto cũng như các dự án mới của VNDC. Và các bạn không thể bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Đừng quên bình luận comment để số điện thoại chúng thưởng ngày hôm sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.